Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Đồng Hồ Cổ của Dung Hoàng. Và trong video ngày hôm nay, em có gửi đến tất cả các anh em một siêu phẩm. Và đây là một trong những cái chiếc đồng hồ hàng nót gần như là mới xuất xưởng anh em ạ. Mà giá trị của nó rất là cao. Và để không làm mất thời gian của tất cả các anh em thì sau đây em sẽ vào tiến hành miêu tả chi tiết từng đặc điểm và từng nét đẹp của chiếc đồng hồ giá trị này. Và chiếc đồng hồ mà anh em đang chiêm ngưỡng đó chính là một chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ mang thương hiệu ZB, một trong những cái thương hiệu nội địa của Thụy Sĩ. Và đây là một trong những cái chiếc đồng hồ được sản xuất vào những năm 1960. Khung vỏ thì được bọc vàng và đáy được làm từ thép không gỉ. Và chiếc đồng hồ này được chạy với bộ máy lên dây rất là giá trị anh em ạ, bởi vì độ mới của chiếc đồng hồ này phải gần như là 99%. Và đây là một trong những cái chiếc đồng hồ hàng nót gần 60 tuổi rồi mà nó còn nguyên giá trị và độ mới của nó còn rất là cao anh em ạ. Và anh em cùng chiêm ngưỡng một trong những cái thiết kế rất là đơn giản nhưng mà mang đậm những cái nét vintage xưa. Cái khung vỏ của nó được bọc vàng. Anh em thấy không, cái nước vàng của nó còn mới kính cong anh em ạ. Và một trong những cái điểm nhấn của chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ này đó chính là một trong những cái nền mặt của nó là một cái nền mặt vàng mỡ gà trải tia từ trên xuống dưới, và nó cái hiệu ứng 3D của nó rất là đẹp anh em ạ. Và điểm xuyết trên cái nền mặt đó chính là một trong những cái cọc số sơn La Mã cổ điển. Và một trong những cái thiết kế hai kim rất là đơn giản tinh tế. Và anh em sưu tầm mua những cái chiếc đồng hồ này về để tủ anh đeo cho biếu tặng rất là hợp lý, bởi vì nó là một trong những cái chiếc đồng hồ mới nguyên bản anh em ạ. Đáy được làm từ thép, anh em thấy không, nó còn nguyên có một cái lớp băng keo dán. Gần như là chiếc đồng hồ này rất là ít đeo và gần như là một chiếc hàng nót không có nhiều trên thị trường Việt Nam mình bây giờ. Bởi vì là những chiếc đồng hồ mới mà đồng hồ cổ spa làm lại rất là nhiều, nhưng mà kiếm được những cái chiếc đồng hồ zin thì rất là khó anh em ạ. Và anh em cùng chiêm ngưỡng tổng thể nền mặt của chiếc đồng hồ này rất là đẹp anh em ạ. Gần như là không có một cái dấu hiệu thời gian hiện hữu trên một cái chiếc đồng hồ Thụy Sĩ cổ này. Anh em thấy không, 60 tuổi rồi mà như một chiếc đồng hồ mới có 18 tuổi anh em ạ. Đeo lên tay rất là lịch sự. Và những chiếc đồng hồ này thì không chống được nước anh em nhé. Và anh em diện chiếc đồng hồ này cùng với bộ quần âu áo sơ mi, hay là anh em nào làm văn phòng đeo những chiếc đồng hồ vintage này nhìn nó rất là lịch sự. Tuy giá trị không cao so với những cái chiếc đồng hồ Thụy Sĩ đời mới khác, nhưng cái cổ điển cũng như là cái giá trị nét đẹp thời gian thì nó là một trong những cái chiếc đồng hồ còn bất hủ với thời gian anh em ạ. Và anh em thấy không, một cái nền mặt rất là quý tộc anh em ạ, một cái nền mặt mỡ gà nhìn nó sáng và nó cái hiệu ứng 3D bắt sáng rất là tốt. Và chiếc đồng hồ này thì nó được kết hợp với một sợi dây da tây tổng thể com nết từ bên nước ngoài về, còn mới nguyên bản anh em ạ. Và chiếc đồng hồ này thì có size mặt là size 35mm, một cái size form dáng tròn mà size mặt là 35mm cũng rất là lớn trong dòng size vintage xưa. Anh em cùng chiêm ngưỡng tổng thể nét đẹp. Em quay cận cảnh một trong những cái chiếc đồng hồ mà rất là đáng được sưu tầm, và cũng rất là lâu rồi em mới săn đón cũng như là tìm về được một chiếc đồng hồ mới đẹp và giá trị như thế này anh em ạ. Các bác sưu tầm ấy thì rất là thích sở hữu những cái chiếc đồng hồ mà cọc sơn La Mã, bởi vì nó rất là cổ điển và nó mang những cái nét hoài cổ hoài niệm, và hơn thế nữa nó là mặt vàng kết hợp với tông màu đen nhìn nó nhấn nhá, nó rất là đẹp anh em ạ. Và anh em nào yêu thích nên cho em giá của chiếc đồng hồ này là 12.500.000 đồng anh em ạ.
Chiếc đồng hồ thứ hai là một trong những cái chiếc đồng hồ rất là độc đáo và nó cũng là một trong những cái chiếc cổ điển trong video ngày hôm nay em gửi đến tất cả các anh em, một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mang thương hiệu Gruen. Và chiếc đồng hồ này có những cái nét độc đáo như sau. Thứ nhất đó chính là một cái khung vỏ thì được bọc vàng và đáy được làm từ thép không gỉ. Và khung vỏ của chiếc đồng hồ này độc đáo bởi vì là bốn cái chân càng của nó làm một cái thiết kế rất là phá cách và cũng như là một trong những cái thiết kế tốn kém rất là nhiều những cái trí tuệ cũng như là công sức của những cái chiếc đồng hồ Thụy Sĩ cổ riêng. Và chiếc Gruen này là một trong những cái chiếc đồng hồ với cái nền mặt là nền mặt trắng trải tia, bắt sáng rất là tốt, anh em thấy không? Dưới ánh điện nó là một trong những chiếc đồng hồ lộng lẫy và cái nền mặt kết hợp với những cái cọc số nổi có một vị trí lịch góc 6 giờ là lịch độc, rất là độc đáo và các anh em sưu tầm ấy rất là yêu thích cái lịch ở vị trí góc 6 giờ, nó tiện lợi và nó là một trong những cái lịch lộc mang lại sự tài vượng cũng như là may mắn. Và anh em cùng chiêm ngưỡng cái đáy, đáy của nó làm từ thép không gỉ anh em ạ. Và mùa hè đến rồi, mồ hôi tay ra thì nó sẽ không bao giờ có thể mòn vàng được bởi vì nó là một trong những cái chiếc đáy làm từ thép. Và anh em thấy không, size mặt của chiếc đồng hồ này là size 34.5mm, một cái size chuẩn size vintage xưa. Và nó được kết hợp với một sợi dây da bò mới anh em nhé, màu đen, làm tôn lên cái vẻ mặt trắng rất là lộng lẫy và rất là đẹp anh em ạ. Và anh em nào mà yêu thích sự độc đáo cũng như là chưa có cái chiếc đồng hồ độc này trong bộ sưu tập của mình thì lên cho em hai giá 5.500.000 đồng. Và một chiếc đồng hồ độc đáo cổ điển tiếp theo đến từ Thụy Sĩ mang thương hiệu Benrud, một trong những cái thương hiệu mà nổi tiếng cũng như là nó làm tạo ra những cái chiếc đồng hồ mang giá trị vintage rất là cao. Và chiếc Benrud ngày hôm nay là một chiếc Benrud 3 sao và anh em thấy không, trước mắt anh em ở chiếc đồng hồ này đó chính là một cái nền mặt trắng zin trải tia bắt sáng rất là tốt. Khung vỏ thì được bọc vàng 10K và đáy được làm từ thép không gỉ. Và chiếc đồng hồ này cũng là chiếc đồng hồ chạy với bộ máy tự động 25 chân kính. Và chiếc đồng hồ này thì được sản xuất vào những năm 1955 anh em ạ. Rất là cổ điển, đến bây giờ là gần 70 tuổi rồi mà nó còn nguyên bản giá trị và nó là một trong những cái chiếc đồng hồ đáng được sưu tầm. Điểm độc đáo của chiếc đồng hồ này đó chính là một bộ bốn chân càng đùi ích độc đáo cổ điển và gần như là đeo lên tay của nó rất là to, nhìn nó to bản anh em nhé. Và anh em thấy không, độ mộc độ zin của nó hiện hữu trên cái nền mặt, dưới ánh điện nó trải tia bắt sáng rất là tốt. Và anh em cùng chiêm ngưỡng bốn chân càng đùi ích rất là độc đáo và cổ điển. Size mặt của chiếc đồng hồ này là size 33.5mm, một cái size chuẩn size vintage xưa và nó là một trong những cái chiếc đồng hồ đeo lên tay dáng của nó phải lên tới 35mm anh em ạ. Chiếc đồng hồ cổ này thì không chống được nước anh em nhé, nên là anh em mua về sưu tầm thì hãy kiêng nước giúp em. Và đáy của nó được chuyện khắc những cái thông số kỹ thuật rất là độc đáo. Và chiếc đồng hồ này thì di nguyên bản anh em nhé, rất là đẹp. Và nó được kết hợp với một sợi dây da bò màu đen, rất là đẹp, tôn lên cái vẻ mặt. Và anh em nào mà yêu thích sản phẩm này nên cho em mã 3 giá 4.800.000 đồng. Và chiếc đồng hồ cổ điển và độc đáo tiếp theo trong video ngày hôm nay đó chính là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mang thương hiệu Hebrot, một trong những cái thương hiệu ở bên nước ngoài cũng rất là chuộng và nó rất là thông dụng, nhưng mà kiếm được những cái chiếc đồng hồ mà độc đáo như thế này thì cũng rất là khó anh em ạ. Một chiếc đồng hồ Hebrot với cái nền mặt là nền mặt nâu và nó được làm từ sơn lụa, anh em thấy không, một cái thiết kế nền mặt của nó nhìn rất là đã. Và gần như là kiếm được chiếc thứ hai tại thị trường Việt Nam mình gần như là không có anh em ạ. Và chiếc đồng hồ này sản xuất vào những năm 1955, nó cũng gần 70 tuổi rồi,
nhưng mà nó là một trong những cái chiếc đồng hồ sưu tầm giá trị rất là cao, và nó chạy với bộ máy tự động. Khung vỏ thì được bọc vàng và đáy cũng được làm từ thép không gỉ. Size mặt của chiếc đồng hồ này lên tới 35mm, rất là chuẩn size vintage xưa. Và đeo lên tay, nhìn anh em thấy không, bốn chân càng đùi ếch của nó rất là cổ, và form dáng lên tay nó gần như 36-37mm anh em ạ. Và chiếc đồng hồ cổ này thì cũng không chống được nước anh em nhé, nên là anh em mua về lên tay và cũng như là hãy giữ gìn cẩn thận. Và chiếc đồng hồ này độc đáo, anh em nào mua về để cho vào bộ sưu tập của mình thì cũng là một trong những cái sưu tầm đồ cổ rất là giá trị và hiếm gặp anh em nhé. Và anh em nào yêu thích lên cho em 4 giá 5.500.000 đồng. Và chiếc đồng hồ tiếp theo mà em xin gửi đến tất cả các anh em đó chính là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mang thương hiệu Bulova. Khác với tất cả những cái chiếc đồng hồ Bulova em đã từng sở hữu thì chiếc Bulova này có những cái nét độc đáo rất là riêng biệt. Và phải kể đến đó chính là một cái nền mặt zin, một cái nền mặt làm từ sơn lụa và rất là thủ công và tỉ mỉ. Chiếc đồng hồ này thì có những cái thông số kỹ thuật cơ bản như sau. Thứ nhất đó chính là một cái khung vỏ làm từ thép không gỉ, và nó được kết hợp với một sợi dây chun Mỹ bọc vàng trắng anh em nhé. Và chiếc đồng hồ Bulova này ấy, thì khung vỏ làm từ thép không gỉ, chạy với bộ máy tự động, và nó được sản xuất vào những năm 1960. Cái nền mặt của nó là một cái nền mặt rất là hiếm đấy, làm từ sớm lụa vải, bao năm rồi mà nó vẫn còn đẹp. Nó có những cái nét thời gian, nhưng mà đây mới gọi là những cái chiếc đồng hồ vintage cổ điển. Đấy, size mặt của nó là size 33mm. Anh em cùng chiêm ngưỡng sợi dây zin từ bên nước ngoài về chiếc đồng hồ nguyên bản như thế anh em nhé. Và anh em nào trong bộ sưu tập mà chưa có những cái chiếc đồng hồ mà còn nguyên bản như thế này thì hãy đừng bỏ lỡ, giá cũng rất là hợp lý, hữu nghị để tất cả các anh em cùng chơi. Một chiếc Bulova làm từ thép không gỉ và bộ máy tự động là 30 chân kính anh em nhé. Anh em yêu thích lên cho em 5 giá 2.600.000 đồng. Và sản phẩm cuối cùng trong video ngày hôm nay đó chính là một chiếc đồng hồ Senkonda đến từ nước Nga. Một chiếc đồng hồ khung vỏ thì được làm từ thép không gỉ, chạy với bộ máy lên dây, được sản xuất vào những năm 1960. Và chiếc đồng hồ này nó cũng rất là đơn giản, tinh tế, mang đậm những cái nét vintage xưa. Các cọc số là các cọc số sơn học trò. Chiếc đồng hồ này thì chạy với bộ máy lên dây 19 Zigwell. Bình thường những cái chiếc đồng hồ Nga ấy, 17, 23 chân kính, 29 thì nhiều, nhưng mà kiếm được một chiếc đồng hồ 19 Zigwell rất là khó anh em nhé. Zin mộc nguyên bản, và anh em cùng chiêm ngưỡng. Chiếc đồng hồ này thì giá rất là hợp lý anh em ạ, có hơn 1 triệu thôi anh em chơi. Những chiếc đồng hồ cổ thì không chống được nước anh em nhé. Và tất cả những cái chiếc đồng hồ em giới thiệu ấy thì đã đều được lau dầu căn chỉnh rồi. Anh em mua về chỉ việc lên tay và đeo thôi ạ. Và chiếc đồng hồ Senkonda này thì có size mặt là size 34mm, 34.5mm, rất là lớn trong size vintage xưa. Và anh em nào yêu thích lên cho em 6 giá em giao lưu là 1.800.000 đồng. Các bạn thấy video trên của mình thế nào? Hãy để lại cảm nghĩ và đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.